Nào mà thích ăn lạp xưởng mà chiên hoài cũng ngán á thì mấy bà thử đem lạp xưởng đi trộn gỏi đi. Tôi không nghĩ là ăn ngon mà dính tới như vậy luôn á mấy bà. Thiệt lòng đây cũng là lần đầu tiên mà tôi làm thử và ăn thử cái món gỏi lạp xưởng này luôn á. Hồi xưa tới giờ toàn là ăn lạp xưởng chiên hoặc là lạp xưởng rim nước dừa không mà chưa có ăn cái món gỏi này bao giờ hết trơn á. Tôi thấy là cái món gỏi lạp xưởng này nè mình làm cũng cực kỳ đơn giản nữa, với lại rất là thích hợp để mình đãi khách trong mấy cái ngày Tết này nè mấy bà. Nhà của tôi là hồi xưa tới giờ toàn là ăn lạp xưởng ở bên nhà Khởi Bách Hưng không mà. Tôi thấy là lạp xưởng ở bên đây là siêu nạt, ít mỡ nè, ăn không có bị ngán á mấy bà. Mà với cái món gỏi lạp xưởng này á thì tôi dùng lạp xưởng trứng muối. Tôi thấy là cái cục lạp xưởng ở bên nhà Khởi Bách Hưng nó nấu ụ à, công nhận là cái cục lạp xưởng nấu ụ à, nhìn một cái là muốn cắn liền luôn á mấy bà. Trời ơi cái cục lạp xưởng trứng muối này nha, ta nói cắt tới đâu là trứng muối tới đó luôn á. Cái món gỏi lạp xưởng này á thì nguyên liệu mấy bà thích cái gì á thì mấy bà chuẩn bị nguyên liệu đó nha, nhưng mà tôi thấy ngon nhất vẫn là dưa leo nè, ớt chuông với lại là rau mùi. Mà rau mùi khi mà mình trộn á là mình để vô sao nha, tại vì rau mùi nó rất là dễ xèo luôn mấy bà, mình để vô mình trộn thì nó sẽ bị mềm ăn không có ngon nữa. Lạp xưởng á thì mình sẽ cắt nhỏ nhỏ vừa cái miếng ăn của mình rồi mình đem đi chiên với nước. Không biết là mấy bà chiên lạp xưởng bằng nước hay là bằng dầu ăn nha. Tôi thấy là chiên lạp xưởng bằng nước á thì không có nhiều dầu mỡ, ăn không có bị ngán á mấy bà. Cái nước sốt trộn gỏi này á là nước sốt này tôi mua sẵn rồi, bữa nào tôi sẽ chỉ cho mấy bà một cái chỗ mua nước sốt này. Thiệt lòng là cái món gỏi lạp xưởng này là tôi học lỏm á trên top top á mấy bà. Lạp xưởng sau khi mà mình chiên xong nha, rồi nguyên liệu mình chuẩn bị xong á thì mình cho vô một cái thau nhớ. Sau đó mình cho cái nước sốt trộn gỏi vô rồi mình trộn lại cho nó thấm gia vị. Cái mình cho rau mùi vô là xong rồi đó mấy bà. Mấy bà thấy cực kỳ đơn giản không? Nhớ là mấy bà có làm cái món gỏi lạp xưởng này á thì nên làm lạp xưởng trứng muối nó sẽ ngon hơn á mấy bà.